Cảm ơn ca sĩ Vương Anh rất nhiều. Và đó là chuyện tình người trinh nữ tên Thi. Nhưng mà Kiều Ngân chắc là quý vị không nhiều người biết chuyện tình người trinh nữ tên Thi còn có một người em nữa với cái tên là chuyện tình người trinh nữ tên Thi số 2, hay còn gọi là mối tình bất diệt. Có lẽ là ở đây quý vị cũng thắc mắc là nhiều khi là ca khúc này là để giải đáp cho cái khúc mắc, giải đáp cho một cái mối tình còn rất là nhiều khúc khuỷu ở cái phần 1. Nhưng mà ở đây chỉ có một người có thể giải đáp được thắc mắc cho chúng ta thôi quý vị, đó là anh Hoàng Kiều. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng rất vui và rất hạnh phúc được thấy quý vị đến đây. Cái việc Hoàng Kiều làm là lựa chọn những cái bài nhạc mà chưa bao giờ người ta hát. Tôi ví dụ quý vị cứ lên YouTube đi, cứ search đi. Tôi trong lúc tôi search, cái ông chú tôi là được 87.000 cái video, nhưng mà không có cái người bài nào là tên là Trinh Nữ Tên Thứ Hai hoặc là Mối Tình Bất Diệt. Tại sao thế? Tại sao thế? Mình đi kết thúc chút đi em. Rồi, tại sao thế? Thưa quý vị, là cái người tình Trinh Nữ Tên Thứ Hai đó, tôi là cái người rất gần gũi với ba tôi. Những chuyện tình của ông tôi đều biết hết. Nhưng mà có một cái chuyện tình tên Tử Thiên Ti không bao giờ, không bao giờ ông ấy nói cho tôi nghe. Và ông chỉ nói tôi một câu: nếu mình yêu một người nào đó, con phải nhớ rằng con đem cái chuyện tình đó và con giữ trong tim, và con đem đến cái chốn truyền đài. Quý vị nghe chưa? Đừng có nói cho ai biết. Tôi thì tôi không biết, trời ơi khổ quá. Có cái chuyện tình gì là mấy cô ưng lăng xê là cứ lên mạng Facebook, trời ơi ưng PR cứ cho lên mạng, thế là bỏ bố đời tôi. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, thì cười thì vỗ tay thì cứ vỗ tay đi, cứ khổ mệt quá vỗ tay. Rồi thế thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, thì sở dĩ tại sao ba tôi lại có cái chuyện tình Trinh Nữ Tên Thứ Hai, quý vị biết không? Có quý vị nào ở đây mà nghe được cái chuyện tình Trinh Nữ Tên Thứ Hai không? Không phải chưa? Chỉ có Hoàng Kiều mới đem đến cho quý vị cái người Trinh Nữ Tên Thứ Hai. Vỗ tay lên đi. Phải chưa? Khoan, nhưng mà để tôi kể cho nghe. Tại sao cũng có cái tình Nữ Tên Thứ Hai? Tôi mới ngạc nhiên lắm. Ba tôi là cái ông người không bao giờ. Tôi hỏi, tôi biết cái chuyện đó xảy ra vào năm 1973 và 72, 73. Tôi thường băn khoăn, tôi thắc mắc. Những ông ấy là tình hồng 1, tình hồng 2, tình hồng 3, tôi đều biết cả. Nhưng mà chỉ có cái người Trinh Tử Thiên Ti 1 và 2 tôi không được biết. Cái đó là một cái điều mà để cái giải đáp cho quý vị, giải đáp cái bí số đó, cái ẩn số đó trong tương lai. Đấy. Thế thì tôi nói cho quý vị biết là ông mâu thuẫn lắm, cái người nhạc sĩ ông mâu thuẫn. Tại sao? Nếu mà có người tình tình tử tên thì một yêu ông ấy, thì ông cần gì mà ông phải xác nhận lấy cái người trinh thị của ai, coi như người trinh thị đó thiệt yêu tôi thương, có phải không quý vị? Vâng, phải không? Cái phải này không? Thì em rất là đồng phải, tình rồi, luôn. Rồi rồi đồng ý rồi rồi dạ. Thì để tôi nói cho chú quý vị nghe. Bởi vậy tôi cứ mâu thuẫn, tôi hỏi ba tôi tại sao lại có người trinh nữ tên thứ hai. Nhưng mà mình phải nghĩ, có lẽ ông muốn thần thánh hóa, ông muốn thi vị hóa một cái mối tình, mà cái mối tình đó ông gọi là mối tình bất diệt. Quý vị nghe chưa? Đó. Và nhân đây thì tôi cũng giới thiệu đến quý vị với cái mối tình bất diệt đó. Và quý vị sẽ thấy nghe, đây là lần đầu tiên ca sĩ Võ Hạ Trâm hát cái bài đó. Nhưng mà quý vị sẽ thấy chúng tôi, như vậy anh giới thiệu Võ Hạ Trâm được rồi phải không? Quý vị thấy tôi không? Đủ nghề. Bây giờ mai mốt là sắp lên về MC rồi lên Las Vegas làm chương trình đấy. Hiểu chưa? Tôi xin giới thiệu cùng quý vị người trinh tin nữ tên thứ hai qua giọng ca của Võ Hạ Trâm. Please.
vỗ tay lên để chào đón. Cảm ơn quý vị. Lời đầu tiên xin cho Võ Hạ Trâm được gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị. Người đời thường hỏi tôi chuyện tình tình lấm ly, người đời thường hỏi tôi chuyện tình nàng tên Thi, vì sao nàng đau buồn, vì sao nàng vô rừng rồi chết một sáng mùa đông trên liễm lá hồng. Tình đó thật có hay không, hay chuyện hoang đường. Chuyện tình người trinh nữ, chuyện tình nàng tên Thi, yêu chàng chàng nghệ sĩ nên đời thường thị phi. Tình duyên nàng đau buồn, tìm quên nàng vô rừng rồi chết một sáng mùa đông trên liễm lá vàng. Tình đó thật quá bi thương, khiến lòng ta ngỡ ngàng. Thi đã yêu nên Thi đã chết, hẹn nhau một kiếp nào. Thì chết đi nhưng Thì vẫn biết muôn kiếp sau không ai quên mình. Thì chết đi cho anh nghệ sĩ ngàn năm còn nhớ, còn thương một bóng hình. Hãy
Trâm xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Võ Hà Trâm. Không biết là đây có phải là lần đầu tiên Trâm hát ca khúc Chuyện tình người trinh nữ tinh thi số 2 không? À, vâng ạ, xin cảm ơn chị Kiều Ngân và xin cho Hà Trâm được cảm ơn một lần nữa tình cảm của quý vị đã dành cho Hà Trâm cũng như là Chuyện tình người trinh nữ tên thi. Và rất là vinh hạnh bởi vì đây là lần đầu tiên Trâm được hát ca khúc này, mà cũng là lần đầu tiên ca khúc này được trình làng với tất cả mọi người. Có thể nói đây là một ca khúc rất là dây dứt, chứa đựng rất là nhiều tình cảm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã viết nên. Dạ. Và trong ca khúc này thì có một câu hát mà Trâm rất là tâm đắc, đó là Thi chết đi nhưng Thi vẫn biết muôn kiếp sau không ai quên mình. Và chính nhờ sự tài hoa của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã giúp cho nàng Thi luôn sống mãi trong giới mộ điệu âm nhạc, và đặc biệt là những ai yêu mến âm nhạc của Hoàng Thi Thơ. Xin quý vị cho Võ Hà Trâm thêm một tràng pháo nhiều lên, nhiều lên, nhiều lên. To lên, to lên. Tôi hỏi quý vị, thấy cái bài hát Tinh nữ tên thứ hai có tuyệt vời không? Qua giọng ca Võ Hà Trâm. Có không? Yes, thì đấy quý vị. Vỗ tay lên. Được chưa? Rồi, bây giờ cho anh hỏi Võ Hà Trâm. Dạ. Tại sao em chọn cái bài hát này? Có thể là tại vì anh đưa cho em cái ý kiến qua Minh Sương, anh đã biểu Võ Hà Trâm phải hát cái bài hát này. Thế thì khi em hát cái bài hát này, em có cái cảm tưởng như thế nào đối với cái bài hát này? Dạ thưa anh Hoàng Kiều, phải nói là rất là may mắn, bởi vì trong một loạt những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì Trâm lại được có một cơ hội được hát một cái bài hát mà rất hợp với mình, và cũng như là nó chứa đựng rất là nhiều tâm tư tình cảm của mình trong đó. Ca khúc này không chỉ là Trâm hát về một câu chuyện, một tình yêu dang dở, mà Trâm còn hát cho những cảm xúc của chính mình. Và Trâm nghĩ là bên dưới tất cả các quý vị, đôi lúc khi quý vị nghe ca khúc này cũng sẽ nhớ lại những kỷ niệm mà chúng ta đã trải qua trong tình cảm, vui có, buồn có, cũng có những chuyện tình dang dở. Và ngày hôm nay chúng ta được sống lại những cảm xúc đó qua tác phẩm này, thì đó thật là một điều ý nghĩa trong cái live show Tạ Tình này. Đây là cái lời của Võ Hà Trâm, vỗ tay lên. Bây giờ tôi hỏi các bạn không phải người nhạc sĩ có gia đình, các bạn có cái người yêu nào như Trinh Lý Tinh Thi đâu? Ông nào có không? Không phải không? Thế rồi thôi, không. Thì bây giờ tôi nói về cái chuyện người Trinh Lý Tinh Thi để cho quý vị biết, và sau đó chúng tôi đưa vào một cái chương trình khác. Thôi cảm ơn Võ Hà Trâm.